em mà. Không phải thằng Nam, thằng khác. Ai kiếm em, Phúc kiếm hả? Nam. Không phải thằng Phúc, thằng nào á. Em kiếm em kêu qua đây rồi mà. Ngu dốt. Qua đây nhìn đi. Cái nịt còn đúng cái nịt thôi. Tổng cộng 3 thằng, thằng Nam, thằng An, thằng Phúc. Mày sanh bệnh với tao rồi. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Là đây, nhanh lên, nhanh lên. Tới công chuyện với tao rồi. Không có ai đâu. Ê, ghê gớm lắm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.